Thế giới hôm nay xin được chào đón các bạn. Trong cuộc sống, đôi khi thiên nhiên mang đến cho chúng ta những hiện tượng với hiệu ứng đặc biệt, giống như kỹ xảo trong các bộ phim bom tấn của Hollywood. Và nếu tự nhiên trông thấy một hiện tượng lạ như thế này xảy ra, bạn có thể coi mình là một người may mắn. Bởi vì hầu hết trong số chúng đòi hỏi một điều kiện đặc biệt nghiêm ngặt để tạo thành. Một vài trong số chúng thậm chí có thể khiến chúng ta tự hỏi rằng liệu có phải mình đang ở một hành tinh khác hay không? Tuy nhiên, đi liền với một vài hiện tượng kỳ lạ đó là một sự nguy hiểm ẩn chứa có thể hủy diệt con người một cách đáng sợ. Đến với video này, các bạn hãy cùng với Thế Giới Hôm Nay khám phá 7 hiện tượng tự nhiên còn đáng sợ hơn bão. Bảy, voi rồng lửa. Voi rồng lửa sẽ là cái tên đầu tiên được nhắc đến trong danh sách hôm nay. Nghe có vẻ lạ đúng không nào? Bởi từ trước đến nay, chúng ta chỉ thường nghe nói đến voi rồng nước. So với voi rồng nước, sức công phá của hiện tượng này còn đáng sợ hơn nhiều. Nó được cho là nỗi ám ảnh với nhiều quốc gia trên thế giới. Vậy thì tại sao lại có voi rồng lửa? Voi rồng lửa còn được gọi là lốc xoáy lửa hay quỷ lửa. Nó là hiện tượng hiếm xảy ra khi có sự kết hợp với gió xoáy và nhiệt độ cao ngoài trời hoặc có chứa các khí dễ cháy. Voi rồng lửa thường cao từ 10 đến 50 mét, đôi khi lên đến hàng km, rộng khoảng vài mét và có sức nóng lên đến 1000 độ C. Với nhiệt độ này, bất cứ thứ gì bị cuốn vào bên trong voi rồng đều biến thành nhiên liệu duy trì cho ngọn lửa quỷ này. Cũng giống với voi rồng lửa không đứng yên nhưng tốc độ di chuyển của chúng rất chậm. Với những voi rồng lửa lớn, có sức gió xoáy lên tới 160 km/h và tồn tại khoảng hơn 20 phút, hầu như không thể dập tắt nó bằng các biện pháp trực tiếp. Cách duy nhất để làm giảm sức mạnh và dập tắt voi rồng lửa là loại bỏ nguồn cung cấp oxy cho nó, nhưng điều này dường như rất khó khăn và đa phần là nó tự tắt. Điều hiển nhiên không còn bàn cãi là những nơi nó đi qua sẽ chỉ còn là một mảnh hoang tàn. Minh chứng cho sức tàn phá khủng khiếp của nó vào năm 1923, chỉ trong vỏn vẹn 15 phút đồng hồ, một voi rồng lửa đã giết chết 38.000 người nhỏ ở Tokyo. Tới năm 2003, người ta ghi nhận một voi rồng lửa khác gây nên thảm họa cháy rừng lớn tại Canberra. 6. Murmuration. Khi xem các bộ phim viễn tưởng, chúng ta vẫn luôn lo ngại về viễn cảnh con người bị tấn công bởi các quân đội động vật đông đúc. Vậy các bạn có thể tưởng tượng nếu điều đó xảy ra sẽ như thế nào không? Chúng ta vẫn luôn tự hào rằng con người luôn làm chủ được thế giới. Nhưng có những hiện tượng tự nhiên chúng ta vẫn chưa thể lý giải được. Điển hình như hiện tượng hàng chục ngàn con sáo tập trung ở thị trấn Gretna của Scotland, gần biên giới với nước Anh. Chúng đã tạo ra những cảnh tượng ngoạn mục, trông giống như một sinh vật sống khổng lồ, làm con người vừa mãn nhãn vừa sợ hãi. Nếu nó tấn công chúng ta thì sao? Rất may điều này chưa diễn ra. Cảnh tượng này được các nhà khoa học gọi là Murmurations, hay hiện tượng Black Sun, nghĩa là mặt trời đen, bởi quầng đen mà chúng tạo nên nhìn từ xa như một ánh mặt trời. Các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích được hiện tượng kỳ lạ này, thậm chí những mô hình thuật toán phức tạp cũng không thể giải thích nổi nguyên do của những màn nhào lộn mà bầy sáo thực hiện. Đặc biệt, làm thế nào chúng có thể tránh va đập trong khi bay với khoảng thời gian 100 mili-giây trong một tổ hợp có hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn con, với tốc độ bay có thể đạt 32 km/h. Hiện tượng Murmuration cũng gặp phải ở những loài côn trùng khác, đó chính là châu chấu. Vào tháng 6 năm 2020, đám mây châu chấu sa mạc dài 10 km và rộng 3 km đã tấn công Nam Mỹ, khiến chính phủ Brazil tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ngoài ra, vấn nạn châu chấu cũng đang đe dọa về an ninh lương thực ở Đông Phi, Ấn Độ và Pakistan, khi số lượng châu chấu được cho là lên tới khoảng 10 tỷ con, đủ để phủ kín bầu trời của nhiều làng mạc. Thật đáng sợ đúng không nào? 5. Cocoon Cheese. Vị trí thứ 5 trong số 7 hiện tượng tự nhiên còn đáng sợ hơn cả bão chính là Cocoon Cheese. Các bạn có thể gọi nó là cây màng nhện. Hiện tượng này đã từng làm cả thế giới phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy. Chắc chắn, chúng còn đáng sợ hơn cả động bàn tơ của yêu nhện nhện trong phim Tây Du Ký. Hiện tượng kỳ lạ này xuất hiện vào năm 2010, bắt nguồn từ một trận mưa khủng khiếp đổ xuống các thành phố và làng mạc ở Pakistan. Trong vòng chưa đầy một tuần, trận lụt này đã khiến người dân phải di dời, nhà cửa đổ nát, nước sông dâng cao. Hơn 2.000 người đã chết và 20 triệu người chịu ảnh hưởng của trận lũ lụt này. Một hậu quả đáng ngạc nhiên hơn và hoàn toàn chỉ có ở khu vực, đó là khi mưa tạnh, mọi người bắt đầu nhận thấy rất nhiều cây trồng được bao phủ bởi màng nhện. Nguyên nhân được cho là vì mất nhiều thời gian hơn bình thường để nước ở các khu vực ngập lụt rút đi, lượng lớn côn trùng, nhện và các sinh vật khác buộc phải tìm nơi trú ẩn trên mặt đất. Kết quả là chúng đã làm tổ trên những cái cây và bao bọc nơi ở của mình trong màng nhện dày đến mức có thể nhìn thấy chúng từ cách xa hàng trăm mét, tạo nên khung cảnh có vẻ ma quái. Không chỉ ở Pakistan, cư dân ở thành phố Wagga của Úc cũng ghi nhận hiện tượng tương tự sau trận lụt mùa xuân năm 2012. Ở đây, những con nhện bao phủ các cánh đồng và cây cối tạo nên hiện tượng đáng kinh ngạc
kỳ lạ và thậm chí là đáng sợ. Bốn, thác lửa. Nếu nhắc đến thác, chúng ta thường nghĩ đến thác nước. Vậy thác lửa là như thế nào? Trên khắp thế giới xuất hiện không ít những thác nước mang vẻ đẹp hùng vĩ kỳ diệu, nhưng thác lửa chỉ có duy nhất ở công viên quốc gia Yosemite, California, Mỹ. Thác Hostel hay thác lửa là một trong những cảnh tượng tuyệt vời nhất và cũng khó hiểu nhất của tự nhiên. Thác Hostel có chiều cao gần 500m, chảy theo mùa nhất định vào đầu xuân. Nguồn nước tại đây do lượng tuyết tích tụ trên núi El Capitan tan chảy khi tiết trời ấm dần. Thế nhưng một điều kỳ lạ là vào độ tháng 2 hàng năm, dòng thác thay vì đổ nước lại biến thành ngọn lửa ngùn ngụt, tuôn chảy như dòng nham thạch rơi xuống phía dưới. Muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú này, bạn phải canh đúng thời gian tới chiêm ngưỡng, chứ không phải bất cứ thời điểm nào cũng được. Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích cho hiện tượng kỳ lạ này. Thế nhưng không ít người lo ngại rằng có một ngọn núi lửa đang ẩn mình bên dưới và chờ đợi ngày tuôn trào. Theo các bạn thì sao? 3. Lỗ mây. Thỉnh thoảng khi nhìn lên bầu trời, bạn có giật mình bởi những đám mây có thể tạo ra những hình ảnh kỳ lạ. Hay đột nhiên, bạn thấy một cái lỗ lớn, nơi mà mình có thể nhìn thấy bầu trời xuyên qua nó. Bạn có nghĩ rằng đây là lối vào thiên đường không? Trông cũng giống nhỉ, thế nhưng thật ra nó được gọi là lỗ thông hơi hoặc lỗ mây. Tuy chúng không trực tiếp tác động tới trái đất, nhưng khi xuất hiện lỗ mây thì đôi lúc bạn cũng cần phải cảnh giác. Lỗ mây là một khoảng trống hình tròn lớn xuất hiện trong các đám mây. Chúng hình thành khi nhiệt độ nước trong mây thấp hơn điểm đóng băng, nhưng nước vẫn chưa đóng băng. Khi máy bay bay vào lỗ mây thì thảm họa rất có thể sẽ đến. Còn các chuyên gia cho rằng hiện tượng lỗ mây có thể là điểm báo của vấn đề thay đổi khí hậu toàn cầu, tăng cường khả năng tuyết rơi ở khu vực có lỗ mây. Tuy nhiên, một số nhà khoa học vẫn nghi ngại về vấn đề này. 2. Hair ice. Ở vị trí thứ hai chính là hiện tượng tự nhiên có cái tên khá lạ lẫm, băng tóc. Chúng ta đều biết rằng băng được hình thành ở nhiệt độ dưới 0 độ C và đương nhiên nó có nhiều hình dạng kích thước khác nhau và chắc chắn một điều rất khó để băng có thể tạo thành hình dáng giống một sợi tóc. Thế nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra ở khu đô thị Vanderbilt, Washington, Mỹ đã xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, cây mọc tóc trắng. Đó là những búi lông xù có màu trắng như tuyết, giống như tóc của một cụ bà hay những hàm râu của ông già Noel. Hoặc cũng có thể nói là giống như kẹo bông vì rất mong manh. Nên chỉ cần đụng đến băng tóc là nó sẽ tan chảy. Băng tóc, hair ice, là một hiện tượng kết băng của tự nhiên. Các nhà khoa học cho biết, nguyên nhân của hiện tượng này là do một loại nấm tên Exidiopsis effusa. Chỉ vào những đêm đông ẩm ướt, ở vùng có vĩ độ cao, khi nhiệt độ xuống gần 0 độ C thì mới xảy ra hiện tượng kết băng này. Do chủ yếu xuất hiện ở các thân cây, nên rất khó để phát hiện những băng tóc ẩn nấp khéo léo trong tuyết trắng. Nhưng chính vì thế, cảnh tượng đẹp hiếm thấy này càng khiến người ta thêm trân quý. Ở thành phố Espoo, thuộc phía nam của Phần Lan, người ta cũng từng thấy một cành cây khô trong rừng xuất hiện đầy băng tóc. 1. Mây dạng thấu kính. Mây dạng thấu kính là hiện tượng tự nhiên cuối cùng trong danh sách hôm nay mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn. Vậy thì nó đáng sợ như thế nào mà lại có mặt trong video này? Người xưa không giải thích được hiện tượng thiên nhiên là những đám mây, cho nên họ cho rằng đó là những điềm báo. Ngay cả sau này, khi khoa học phát triển, người ta vẫn trông trời, trông đất, trông mây để đoán định điều gì sẽ xảy ra. Ví dụ, với những đám mây dạng thấu kính, chỉ xuất hiện dọc theo các dãy núi cao và chỗ khúc gió bên sườn núi, tạo thành những khối mây dạng bông xốp, xếp tầng, rất giống với những chiếc đĩa bay. Nhiều người đã phát hoảng vì tưởng chúng là vật thể lạ, UFO từ hành tinh khác. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, sự xuất hiện của những đám mây này là dấu hiệu báo trước về sự thay đổi trong thời tiết như gió bão, lũ lụt. Chúng thường tồn tại trong khoảng 10 đến 15 phút trước khi xảy ra thay đổi thời tiết. Lúc này, bầu trời có thể xuất hiện những gợn sóng theo cả chiều dọc và chiều ngang, tùy thuộc vào độ cao của mây. Chính vì sự kỳ lạ như thế, nên hiện tượng này càng làm con người khiếp sợ khi nhìn thấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn hãy để lại trong phần bình luận nhé. Hãy like và share video nếu bạn thích nội dung hôm nay. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh để là người đầu tiên được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!